Thôi à. Đúng rồi. Ủa. Ok các bạn ơi, đến với bí mật đầu tiên, đó chính là khi mà bạn sử dụng trái T-Rex và biến hình lên. À, nhưng mà trước tiên em có thể chở anh qua cái đảo Hai Rai lần được không? Ok, đi hồi nào bóng Anh Quốc. Má em đen thui luôn á. Bữa phải. Lỗi rồi, lỗi này sẽ chỉ các bạn trong clip sau nha. Nhưng mà giờ chưa đủ lá bung để làm clip bung sau các bạn ơi, nên là phải đợi chắc cũng khá là lâu đó. Thì đến với bí mật đầu tiên, em biết đó là gì không? Là gì ạ? Em chỉ cần đứng gần cái cục đất này nè, em coi nha. Sau đó em sử dụng chiêu C của trái T-Rex và BOOM! What hello. The hell? Ủa? Hello? Anh hả? Được. Anh chọi lên từ đâu em của nội? Anh mới đi khám phá thế giới mới em ơi. Đâu từ từ để làm lại thêm cái nữa nha. Xài chiêu C và BOOM! Oh, what the hell? Em mới anh chạy vòng vòng tìm cái hồng dưới nước. Thì lúc này các bạn có thể đi sang một cái thế giới khác để khám phá cái vùng biển mới nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Đây là vùng biển mới nha. Và đương nhiên rồi, cái vùng biển này không có đảo mẹ gì hết. Nên nếu như mà các bạn không có tộc người cá thì các bạn chỉ chết rồi. Ai? Đến với bí mật thứ hai, một cái bí mật ở Sea Castle. Theo anh à, let's go. Rồi, tới đây rồi, em biết cái bí mật này là gì không? Là gì? Vậy cũng không biết nữa, gà thiệt, theo anh à. Dẫn qua Sea Castle, cứ qua Mansion nè. Em thấy cửa ở đây không? Thấy. Bình thường em không vô được đúng không? Nè, sao vô được? Chuẩn không? Rồi sao anh vô? Em muốn khám phá cửa đó theo anh nè. Em chỉ cần đứng ngay cái chỗ này, sau đó em nhảy lên. Nhảy lên đụng tới nóc nhà luôn nha. Rồi, okay, bùm okay. Lên đây. Ok, em hiểu rồi đó. Em nhảy nóc nhà xem em thấy có cái lỗ không? Chuẩn. Rồi, lúc này thì em chỉ cần bật siplock lên rồi nhìn qua bên đây một cái nữa. Rồi, sau đó thì em dịch chuyển qua bên đây. Oh my god. Thì đây chính là cái phòng hồi nãy nha. Nếu như mà các bạn muốn khám phá cái phòng đó thì các bạn có thể dùng cách này để vô. Mặc dù thì cái phòng này không có mẹ gì hết. Giấu trái quỷ. Chuẩn, đúng rồi, các bạn có thể giấu trái quỷ trong đây nha. Nhưng mà trên cái Sea Castle này còn cái bí mật khá là bá đạo nữa đó. Em biết đó là gì không? Em vẫn không biết. Trời gà gì vậy? Theo anh nè, let's go. Chắc chắn em không biết cái này luôn á. Nhảy lên trên đây nè. Thấy gì đây không? Nhảy vô. Cái lỗ, em thích lỗ lắm. Ê má, nguyên cái hố đen là em luôn á. Trùng hợp phải, coi cái hố này nó vừa với em luôn kìa. Cái này nhìn tưởng teleport thế giới mới á. Ôi các bạn ơi, hình như đây chính là cái cổng mà teleport qua thế giới mới đó các bạn. Để mình nhảy xuống thử nha. Ôi, phải, mình teleport ở chỗ khác rồi. Đây là bí mật nổ não như thế giới luôn nha các bạn. Ok, thì đến với bí mật thứ ba, đây là một bí mật khá bá đạo mà mình nghĩ là có rất ít bạn biết nha. Theo anh nè, let's go. Đầu tiên thì chúng ta ra chỗ nào đó chống chống tí đi. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn lấy cho mình một trái quỷ quen thuộc với các bạn nhất, đó chính là trái Mochi. Và bây giờ thì chúng ta cần phải đợi chiêu V của nó hồi. Ok, thì đầu tiên các bạn sử dụng chiêu V lên người V-Duck. Rồi sau đó thì các bạn out game cho mình nha. Yeah, thì đương nhiên rồi, lúc này các bạn sẽ bị văng ra khỏi game. Rồi em dính dắt luôn rồi, em dính với đất hoài luôn á. Là sao? Thì như các bạn vừa nghe V-Duck nói, nó đã bị dính xuống vách tường. Nên là bây giờ mình sẽ vô coi chuyện này có thiệt hay không nha các bạn. Let's go. Sao em ngủ rồi? Ôi, V-Duck chết rồi. Ôi, cái lỗi này không đánh bại đối thủ hoàn toàn, nhưng mà nó khiến đối thủ bị kẹt vô luôn nha các bạn. Hả, các bạn biết gì không? Thì lúc mà đối thủ bị kẹt vậy á, các bạn chỉ cần Ôi, em làm gì em lắc vậy hả? em không tự chủ bản thân mình được. Đến với lỗi bung thứ tư, em về Mansion đi. Em đâu rồi? Ôi, hello. Bây giờ thì chúng ta cần phải chạy qua để đổi sang cái melee God Human nha các bạn. Do là mình đang xài cái quyết quỷ thuật nên mình không sử dụng cái bí ẩn này được. Rồi, đổi sang God Human. Nè, coi nè, nếu như mà em chơi Lockfoot nhiều á, mà em cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, qua mắt, ù tai các kiểu á, thì em chỉ cần đứng lên cái ghế này. Sau đó thì sử dụng chiêu C God Human. Bum. What the fuck? Anh đang trên đây nè. Thì lúc này em có thể di chuyển cái ghế ra siêu xa luôn. Đó, thì bây giờ các bạn có thể nghỉ ngơi trên không. Mình nghĩ là nó sẽ đỡ mệt hơn cái việc ngồi ghế bình thường đúng không? Ok, thì đến với bí mật tiếp theo thì tụi mình sẽ về C1 nha các bạn. Một nơi khá là thân thuộc với tụi mình. Em đâu rồi? Em nè. Ok. Rồi, lên thiền đi. Rồi, hồi đó em ở C1, em biết cái điều mà khó chịu nhất ở C1 đó là gì không? Đó chính là random chết quỷ ở C1 mà bị giết. Đúng. Em quên, mắc giết, nó hơi bị đau khổ á. Tuy nhiên bây giờ thì mình đã thay thế cái chỗ này thành một chỗ có safe zone. Ồ, đứng ngay này luôn nè. Ra này xíu là đều có. Đúng rồi. Chứ đứng này nè, đứng đây canh thằng nào cầm trái quỷ là lùm e luôn. Hồi xưa khi mà các bạn random chết quỷ á là sẽ chắc chắn có một thằng đứng ở đây canh, các bạn chỉ cần random nghe phát là thằng đó kiểu bùm 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 bùm. Tuy nhiên bây giờ thì admin nó thêm vào cái safe zone này rồi. Bây giờ các bạn có thể random chết quỷ mà không sợ bị mất nữa. Gà. Ủa, tự nhiên drop gà. Ôi. Ok, đến với bí ẩn tiếp theo. Đầu tiên các bạn cần phải TP qua cho mình cái chỗ chỗ nào ta? À đây rồi. Rồi, ok. Thì như các bạn biết, ở chỗ này có cái bí ẩn khá là lớn, đó chính là chỗ tăng thêm thành viên cho băng hải tặc.
Ủa có hả? What the fuck? Hả? Là sao? What the fuck? Là kiểu nó sẽ bị giới hạn, băng của em nó có tầm khoảng 19 người nè, thấy không? Em muốn tăng lên thì em sẽ bỏ phát mệnh vô trong này để tăng lên. Thì đây là dành cho những bạn mà gọi là muốn trở thành một hải tặc thực thụ nha. Ok, đến với bí mật tiếp theo cũng chính là trên hòn đảo này luôn. Em biết đó là gì không? Khó à. Cũng mở Zero đúng không? Ủa sao biết? Đây các bạn thấy cây cột mà gọi là riêng lẻ nhất không? Đó, thì các bạn chỉ cần đi lên đây thì sẽ thấy admin Rip Indra. Thì admin này mình nghĩ là cũng không phải ai cũng biết đâu. Tại vì cây Yoru này nó cũng tới 1k2 robot lận. Và thậm chí muốn nói chuyện với ông Rip Indra này các bạn cần phải có Yoru V3. Và như các bạn biết rồi đó, để up lên Yoru V3 thì chúng ta cần phải có một hành trình rất là dài và khó khăn luôn. Nên theo mình nghĩ đó chính là lý do mà khiến cho NPC này trở nên ít người biết hơn ha. Ok, đến với bí mật tiếp theo nè. Let's go, follow me. Ok, thì ở cái bí mật này, ủa em đâu rồi? Em thấy cái lỗ đây không? Chui xuống. Ai, có lẽ em đã biết được cái bí mật này là gì rồi đúng không? Trời, phía sau cánh cửa đúng không? Sao? Ủa? Em teleport ra ngoài này nè. Nhanh lên. Đó, thấy giờ mình kia nó cũng có cái cục đất mà nó nhô ra giống như căn phòng này nè. Bây giờ thì em chỉ cần bơi lại nó thôi. Nhanh đi chết á. Bên đây nó sẽ có cái cục đất nhô lên nè. Đó. Rồi bây giờ thì em dịch chuyển cho căn phòng này thêm một lần nữa. Thấy gì không? Ui, cái chỗ Wacken chết quỷ mà. Chuẩn Mystery Entity. Vậy là mình Wacken được vĩnh viễn luôn. Thì giờ em chỉ cần teleport vô phòng này rồi Wacken thôi. Hình như không được hay sao á. Ok, thì nói chung đây chỉ là một cái bí mật gọi là cho vui thôi nha các bạn, chứ nó không thể giúp các bạn thức tỉnh chết quỷ được. Em đâu rồi? Không biết nữa. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Kiếm được em cho 10.000 của bất. Đây nè. Đây là đâu ông nội? Cái kiếm em lòi ra phía sau kìa, không thấy hả? Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ đến với bí mật tiếp theo. Đó chính là một thứ mà các bạn có vẻ sẽ không bao giờ biết luôn. Anh chắc chắn là em cũng chưa biết luôn á, anh tin không? Em tin, lần này em tin rồi. Ở C2 này mặc dù nó nhỏ nhưng mà chắc chắn nó sẽ có một thứ mà các bạn vẫn chưa bao giờ được biết. Thì bây giờ em chỉ cần đi vô cái chuồng chó. Ủa? Đây nè, bên đây lận. À, thì ra là vậy. Ủa? Giỡn thôi, anh giỡn thôi. Nè, em nghĩ cái chuồng chó này có gì bí ẩn không? Có chuồng chó. Nhưng mà thật ra em chỉ cần đi lại bức tường này. Teleport ra. Trời ơi, what the hell? Bự vậy. Cái này là bự ngang ngửa với cái hầm ở C3 luôn á, ở dưới cái Rift Tree á. Thì đây là một cái khu vực khá là bí ẩn ở C2 nha các bạn. Các bạn có thể vô đây để PvP hoặc là giấu chắc vị chẳng hạn. Giỡn thôi, muốn PvP không? BB luôn. Rồi em xài chém anh muối thôi nha. Rồi anh cũng không cần xài chế xịn đâu, nói thiệt. Ủa xài chế quỷ thôi đúng không? Xài chế quỷ thôi nha. Chơi mày. Mày khùng. Mày sáng gì vậy trời? Em với mày á, anh nói em mày á. Mày. Ủa rồi lượm mày. Rồi hay bực rồi đó. Nè bực không? Bực dữ chưa? Tao hay bực rồi đó nha. Em cút rồi. Cút. Ui sao hay vậy, sao né được phải đó vậy? Tao hay bực rồi nha. Rồi xong. Rồi né đi, chỗ này rồi mày né đi. Bay lên trời đi Phúc. Anh chọn côn thiệt. Anh có gì đâu, rồi xong rồi, bye bye nha. Bye bye. Xin hỏi à. Anh đang mê quyền. Ok, bí mật tiếp theo, một bí mật khá là bá đạo ở Boss Town. Anh sẽ tiết lộ cho em biết trước nha, đó chính là trên hòn đảo Boss Town này nó sẽ có cái căn phòng bí mật, em biết nó ở đâu không? Ha, khó gì ta. Sao khó, dễ ẹt mà, Boss Town nhỏ xíu như con kiến vậy. Em không biết, em mua. Thôi không, theo anh nè, ra bãi biển đi. Em thấy cái gì đó không? Tự nhiên cục núi này nó có cái lệch đi nè, thấy không? Bị lệch màu, thấy không? Cái này hả? Đó. Xếp lóc lên. Đồ. Ghê không? Thì như các bạn biết đó, căn phòng này đó chính là căn phòng được thêm vào update 17.3 hay 17.5 gì đó, mình không nhớ nữa. Và mục đích sử dụng căn phòng này để làm gì thì mình cũng không biết luôn. Cái này phải hỏi admin nha. Biết đâu có thể mấy nhốt loli trong đây đó. Em nè. Gì? Em loli admin nè. trời. Tha cho tôi đi. Rồi, bây giờ đến với C-Castle nữa nha. Let's go. Ok, thì đây chính là một con NPC tên là Takomura. Em biết nó có tác dụng gì không? Nhận được do siêu nè. Giao cho mình đánh boss thì sao á, em mới bấm vô cái em đùm được này nè. Thì ở con NPC này có vẻ khá ít bạn biết tác dụng của nó đúng không? Nó, các bạn chỉ cần lại nói chuyện với nó thì nó sẽ nói cái gì đó xàm xàm và nó không cho các bạn bất cứ gì hết. Tuy nhiên nếu như các bạn nói chuyện với nó xong rồi và chạy ra chỗ ông Player Hunter này và nhận nhiệm vụ của ông này, thì sau khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ của ông Player Hunter thì các bạn có thể lại đây và nhận cái phần thưởng, đó chính là cái nón mà Vidac đang đội nè.
nhưng mà hiện tại thì mình đang trong server VIP nên là mình không thể làm vụ được ha. Ai mà công nhận cái nón này ngu thiệt á. Ok, tiếp theo nếu như mà các bạn trở về C2 và lên con thuyền ma ám thì sau khi lên thuyền rồi các bạn chỉ cần đi vô nhà bếp cho mình. Các bạn thấy mấy cái tủ ở đây không, mấy cái tủ bếp nè. Bây giờ thì các bạn chỉ cần đi vòng vòng vô mấy cái tủ bếp này. Không phải vậy là bên đây rồi, các bạn chỉ cần đi vòng vòng vô mấy cái tủ bếp này để xem coi đây. Thì nó sẽ có cái tủ bếp mà các bạn có thể đi vô được và nhặt được 6k9 belly luôn. Yeah, chắc chắn rồi, đó chính là một cái gương khá bí ẩn ha. Mình nghĩ là sẽ có rất ít bạn biết cái gương này á. Đó, các bạn có thể áp dụng cách này và nhặt được 6k9 belly cách khá là dễ dàng ha. Dễ không Phố? Quá dễ luôn. Ok, đến với bí mật tiếp theo. Đầu tiên em lấy ra cho anh trái Berry Berry Nomi nha. Trái tường trắng là cái tường nó không màu đen á. Bữa nay hài với trời. Rồi, nè, giờ để anh giải thích cái này cho em nghe nha. Xíu nữa anh sẽ sử dụng chiêu C của trái tường trắng cho người em. Em phải ao ra liền luôn, hiểu không? Ok, em hiểu rồi đó. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, cứ việc đếm đi. 1, 2, 3, dứt. Rồi, vô. Ao. Ok, ngon. Được rồi nè. Ủa mà anh bị đứng yên rồi. Không, tại đang còn chiêu á, hết chiêu rồi nó hết rồi. Đó, nè, bây giờ em quýnh anh thử rồi, xài chiêu người anh thử rồi. Xài chiêu người anh đi. Khùng, anh đang bất tử đó, quýnh anh đi. Bất tử phải không, bất tử. Rồi, rồi, bất tử luôn. Ây da. Bất tử. Sao không bất tử vậy, Ây da. Ây da. Ây da. Mày giỡn hả mày? Bất tử đâu con. Sức mạnh của trái tường trắng. Ui, 3000 đam. Mạnh như mày đi. À thôi chịu nha. Bất ngờ chưa bao giờ. Ê, gì vậy? Rồi đâu ra meme cổ xưa ta. Hồi chết bằng trái berry nhục lắm mà. Mày. What the fuck? Ok, thì đến với bí mật cuối cùng của video ngày hôm nay, đó chính là một bí mật khá là quan trọng. Ở mansion này, em biết đó là gì không? Cái gì? Đi theo anh nè, let's go. Đó chính là ở phía sau cái cối xe gió này sẽ có một cái nón lá của Việt Nam. Ồ, cái này em biết rồi. Vậy hả? Ừ, chứ sao? Ok, đó chính là tất cả bí mật của video ngày hôm nay. Và bài học của ngày hôm nay đó chính là... Lỡ Boomberry không hề bất tử. Kay Kra.